quang minh quang đại biến pháp giới cũng như một phương vô lượng Phật cũng như một phương vô lượng pháp cũng như một phương vô lượng hiền thánh tăng nam mô cũng như bồ tát nam mô Namo Adi Rama, Namo Adi Rama, Namo Adi Rama.
Nhật hạnh đồ hiếu tất nga bao vân trường nữ nguyên hạnh đồ hiếu tế cho ni phu trần thư nữ ni na hạnh đồ hiếu tế cung hoàng nguyện nội tôn cha khất dư độ chết dư độ ngoại tôn rên ni nguyệt trần khai na độ nguyện ca xây độ nguyện hiệp toàn gia nam nữ thường hạ đại tiểu chúng đặng thiết lễ nhập quan thành phục kỳ siêu đồ hương linh sự tức nhập bàn soạn trai nghi cung tiên vị linh tánh hiền phụ thân phụ độ thiểu biểu pháp danh như hiền chi linh quyến sanh quý tỷ niên tử canh tí niên thật nguyệt thập nhật thường thọ lục thập thức tuệ các thời vạn sanh chuẩn thứ tuệ thứ canh tỷ niên các nguyệt nhật thời thiêm chi nhất như lai tâm Thanh quyên đình đơn ôn nam mô a di đà phật.
ca na ya ya ni ya ya na ti da la ta mo a di da ya da da ya da ya da ni ya da di ri ro ma ta ya di ri da ta ma ma ta ya di ri da Đại ca na ya ya ni ya ya na ti da ca la ta ba tiếng vang thân bồ tát ma tát tiếng vang thân bồ tát ma tát nam mô tiếng vang thân bồ tát ma tăng sanh hà tử tụy tận quy công âm phủ dương gian nhất lý đồng đại sự vô thường nan biến tử địa tạng bồ tát giống hương hồn nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà như lai phóng quang tiếp độ phụng về linh tánh đô thiểu biểu thọ tam quy giới pháp danh như hiện chiêng linh duy nguyện hương linh trường thừa phật lực cha tự toàn như chứng pháp toàn siêu chư ác đạo nhi quy tùng phật đạo ca dương pháp nhạo đồng vận triều âm lễ thọ tan tiếng thực dị hồn tàn yếu quyên kiền thành lễ tạ ương linh nhi ba nguyện thanh tới phương tình độ trung cứu phẩm liên hoa tây thổ máu hoa khai kiến thần độ vô danh bất coi cuộc về tạng lỡ nguyện dây thơ công đức phổ cầm nhân thiên nhà đồng giữ chúng sanh giải cộng hòa con đạo lễ thành cung thân bái thối nam mô a di đà phật. Kính thưa quý tăng quyến và chư liệt vị, sinh trụ dị diệt là cấu trúc nền tảng của Phật giáo về triết lý nhân sinh quan. Trên nền tảng của cấu trúc đó, Đức Phật đã khai thị rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Qua lời dạy đó, mà đã sinh ra bằng kiến diệt chứ không phải người bằng như chư Phật, chư Đại Bồ Tát thì chưa ai có thể tránh khỏi sự khổ lụy của hình hài. Xác thân tứ đại của chúng ta là một tổng hợp của hàng tỷ phân tử cực vi, và nó luôn luôn biến đổi không ngừng như là một dòng chảy trong từng mẫu một sắc na. Không phải chỉ khi chúng ta nhắm mắt lìa rờ mới có một cái sự đổi thay, mà sự đổi thay đó luôn luôn có mặt trong đời sống của chúng ta. Giáo lý vô thường hiểu hố Đức Phật dạy, dù là tổng thống, dù là vua, dù là tỷ phú đi nữa thì không ai có thể tránh khỏi cái chết. Vấn đề khác nhau ở đây, thưa quý vị, là sớm hay muộn. Và khi chết thì ai cũng như ai. Chúng ta tránh những cái điều ác, nỗ lực làm những cái việc thiện và thân cận đó trong đức của mình. Chúng tôi được biết rằng ông Đỗ Thị Biêu, Pháp Danh Biêu Hiền, là một người có một đời sống đạo đức tốt đẹp, là một người chồng mẫu mực, là một người cha khả kính khả ái, là một người bạn mà ai cũng thương mến. Ông cũng chỉ là tròn cái trách nhiệm và bổn phận của mình trong khả năng có thể đối với gia đình, mà ông còn thể hiện được là vị tha từ bi vô ngã đúng theo lời dạy của Đức Phật. Như thế thì ông đã gieo trồng những cái hạt giống tốt, những cái chủng tử thiện. Do vậy mà chúng tôi tin chắc rằng sau khi ông từ bỏ thế gian đầy ngũ trược ác thế
như thế này. Ông sẽ chuyển sanh về những cái thế giới thù thắng. Và đặc biệt hôm nay chúng ta đã nhất tâm cầu nguyện, chúng tôi tin Đức Phật A Di Đà từ bi chứng minh tiếp độ hương linh của ông Đỗ Thủy Dụ Biêu Pháp Danh Như Hiền vãng sanh về cảnh giới cực lạc. Đó là thế giới vĩnh hằng, vì không còn, vì vô thường sanh già, bệnh chết, khổ đau chi phối được. Suốt cuộc đời cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ để giúp cho chúng ta, cụ thể là quý vị những người con của ông trở thành những người hữu dụng đối với xã hội. Cho nên xin quý vị hãy cố gắng, dù quý vị đã cố gắng thực hiện những lời dạy của Đức Phật để hồi hướng công đức lành, cầu nguyện cho hương linh của ba quý vị là ông Đỗ Thiệu Biêu Pháp Danh Như Hiện, đồng thời cả gia đình, anh em, con cháu đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, xây dựng, nâng đỡ lẫn nhau và dành nhiều thời giờ hơn để chăm sóc cho mẹ của quý vị. Vì mẹ của quý vị cũng đã cực khổ, đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho đàn con, đàn cháu. Quý vị hãy thưa bố ba, thưa bố ông, thưa ba, thưa ông, chúng con thương ba, thương ông nhiều lắm. Chúng con vô cùng biết ơn ba. Nhờ ba mà chúng con đã khôn lớn trưởng thành. Do vậy chúng con hứa với ba, chúng con sẽ đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, nâng đỡ lẫn nhau để chăm sóc cho mẹ và cố gắng thực hiện những cái hồi báo lớn mà khi còn sinh tiền và chưa có điều kiện để hoàn tất được. Nếu mà quý vị hứa và thực hành những cái điều đó thì chắc chắn ba của quý vị rất là vui. Đó là một sản phẩm vô giá mà quý vị dâng lên cho ba của quý vị. Thưa quý vị, vì thì giờ của lễ tang không cho phép chúng tôi dài dòng, do vậy mà trước khi dứt lời thay mặt chư công đức giáo phẩm tăng ni tại chùa Diệu Pháp, chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng với cô Tú Cẩm Trần Đỗ Pháp Danh Như Quang, anh Thiên Nghiệp Hạnh Đỗ, anh Nhật Hạnh Đỗ, cô Nguyên Hạnh Đỗ, cô Nina Hạnh Đỗ và tất cả quý tăng quyến, xin cầu nguyện Đức Phật từ bi chứng minh gia hộ cho tất cả quý vị được phước huệ trang nghiêm, Bồ Đề Tâm tăng trưởng. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Và vì gia đình quý vị có cái duyên lành rất lớn đối với chùa Diệu Pháp, do vậy mà xin quý vị cứ xem chùa Diệu Pháp là nhà của mình. Và quý vị còn điều gì ở sự giúp đỡ của chùa thì xin hoan hỷ cho chúng tôi biết, thì chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ cho chúng ta. Good morning, ladies and gentlemen. The Buddha taught us that life is impermanent, suffering, poor, suffering, and no one in this world can live forever. No one. Eventually, all of us will reach the end of our life. But that is not the end. That is beginning. That is just the first transition to the next life. And the next life will either be good or bad, depending on our karma. Karma means action, and every action has a reaction. Bad, biggest bad, and good, biggest good. We live what we show. Hence, the Buddha taught us that the most important thing in life is to try our best to do good, avoid evil, and purify the world. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị hiện diện trong tăng lễ ngày hôm nay. Hôm nay ngày 17 tháng 9 năm 2020, một trong những ngày buồn đau và tang thương nhất đối với gia đình của chúng tôi. Vì trong thời gian ngắn nữa thôi, chồng, cha, ông, anh của chúng tôi là ông Đỗ Thiệu Biêu, sinh năm Quý Tỵ 1953, vừa tạ thế ngày 28 tháng 8 năm 2020, hưởng thọ 68 tuổi, sẽ vĩnh biệt tất cả chúng ta để hóa thân vào các bụi và trở về với cõi vĩnh hằng. Kính thưa quý vị, trong tâm trí của gia đình và những người thân quen, chồng, cha, ông, anh của chúng tôi
thường được nhắc đến là một người thuần lương chất phác, tuy kiệm lời nhưng có tính hài hước nên dễ hòa đồng với bà con nội ngoại hai bên, bạn bè và cộng đồng người thân ở An Thái, Quy Nhơn. Từ thuở thiếu thời, người đã biết tự thân lập nghiệp, khi lập gia đình phải bươn chải làm ăn. Năm 1980, khi đã được định cư tại Mỹ Quốc, trong lúc sơ khai đầy dẫy những khó khăn vất vả, vợ chồng đã đồng tâm cật lực làm việc đêm ngày, tay sách tách ma nuôi đàn con thơ hai gái hai trai cho đến ngày khôn lớn trưởng thành. Hôm nay khi tuổi đã xế chiều, retire, nhìn các con đã yên bề gia thất, những tưởng tháng ngày còn lại được sống thông thả an vui bên gia đình cùng con cháu. Nào ngờ đâu nhất đáng vô thường, một thoáng chốc đã trở thành thiên cổ, để lại những nỗi thương tiếc buồn đau cho gia đình và thân hữu. Vẫn biết sinh trụ dị diệt là quy luật bất biến của muôn loài, sống gửi thác về, nhưng trong giờ phút vĩnh quyết như thế này khiến cho tâm can của tôi muôn vàng đau đớn. Kính thưa quý vị, trong thời khắc tột đỉnh của sự đau thương, nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, điện đàm, an ủi của mọi người làm cho chúng tôi vô cùng xúc động và trân quý. Thay mặt tăng gia, chúng tôi xin tri ân công đức vô lượng Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Điệu Ngự đã có những lời khai thị và pháp thoại cho chúng ta hiện hữu trong ngày hôm nay biết về cái đạo đức và cái nghĩa hiếu của mỗi người trong gia đình. Những lời đạo hiếu là đạo Phật, những lời của thầy khai thị làm cho chúng ta nhắc nhở trong cuộc sống còn lại chúng ta biết trân quý những cái tình cảm ta dành cho gia đình và cho xã hội. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và đạo hữu của chùa Diệu Pháp đã và đang hộ niệm, cầu siêu, cúng kinh, cúng thất và hướng dẫn gia đình tổ chức tang lễ trang nghiêm cho người thân quá cố. Chúng tôi xin cảm ơn bà con nội ngoại hai bên, cảm ơn các gia đình xuôi gia, thông gia, cảm ơn các thân hữu xa gần, bạn bè cùng lớp, hội đồng hương An Thái Quy Nhơn đã điện thăm hỏi chia buồn, viếng phúng điếu và tiễn đưa chồng cha ông của chúng tôi trở về với cõi vĩnh hằng. Cầu mong ơn trên gia hộ cho quý vị và toàn thể gia quyến được sức khỏe, thân tâm thường lạc, và cũng xin đồng cầu nguyện cho hương linh của chồng cha ông chúng tôi là ông Đỗ Thiệu Biêu. Hương linh pháp danh là Như Hiện được vãng sớm vãng sanh lên miền cực lạc. Trong lúc tan gia bối rối có điều sơ suất, xin quý vị niệm tình bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thank you for coming. I know it's hard to come out here, but the COVID-19 pandemic, the fire, the bad air quality, but on behalf of my family, my mom, my brother, my sisters, and my dad, I know he's up there, he's looking down. Seeing everyone here, I know he has a big smile on his face. I know he's very happy to see the support and the love from everyone here. You know, my dad is a very simple man. He doesn't ask for too much. You know, he doesn't like to wear jewelry, watches. Even his clothes are simple. Sometimes it's too simple. Like, you know, dad, why are you wearing that? But you know, but this one thing he cares about is respect. And you know, that's something that he taught us. And just to see everyone here, the love and support, I know that you know he's very happy and proud. There's one fondest memory that I would like to share with everyone. You know, I asked myself, what's one of the most fondest memory that I have of my dad? And I did ask myself that, and I remember when we were young, he would take us to the park. My brother and sisters, you know, we were all small. He would take us to the park just to play soccer, kickball. So I asked myself, you know, why is this like the first thing that comes to my mind, you know? Playing kickball, soccer, you know, it could have been, you know, going to Disneyland or Las Vegas or somewhere it was special, right? But why is this the first thing that popped in my mind? And to think about it, right, it's just the fact that he's there, like, taking us just to spend his time,
just to kick ball with us, spend time, and I remember like just yesterday, right? Like the way he would turn his foot and like and kick the ball to us lightly, you know, because we were young, you know. So you know, just go out there and you know, spend some time with your loved one. Even if something simple as going to the ice cream, you know, getting some ice cream or going to the store. You know, life is complicated, but just one little simple thing in life could create that special moment, you know, in your heart. For me, this is my special moment, you know? And I guess one last thing I would like to share is, you know, maybe earlier this year or sometime last year, you know, he would tell us, he would tell my mom, my brother, sister, and I that he's happy. So, you know, I didn't know why he said that at first, right? You know, why is he happy? But he told us, you know, seeing us growing up, where we are today, you know, being able to meet the grandkids. So, and now I know why he told us that. Now I know why. So, Dad, we love you. We miss you. We'll see you again someday. Thank you. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha, cha ơi. Cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết siêu ca. Cha là núi, đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình lòng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi.
đang kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm quân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết sêu ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình mình. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn, nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa
giữa biên đời có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xe ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình mình. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha. Nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đã yên, muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm quân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Toàn tâm thường
Hán Nệ Tịnh. Cam Lộ Vương Bồ Tát, Cam Lộ Vương Bồ Tát, Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Ma Tát Lễ Nhê Bái Triết Linh Na Tạng. Thank you.
vui nào hóa kiếp thân tôi để một mãi vương hình hài lớn này. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mãi tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt ngoài, tiếng đồng nào có nhịp không vui. Khi bước chân ta về đêm khuya tìm đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tanh? Đôi khi ta lắm nghe ta. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm bao chết một ngày. Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sóng nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tanh? Đôi khi ta lắng nghe ta. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm bao chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xoay vòn thành đá vùi. Tin ấp mặt vùi từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng tình nào lá đất thân cây từ vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi cát bụi phần vết thương nào có bóng hay. Ôi cát bụi phần này vết thương nào có bóng hay. Trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mãi tôi về làm cát bụi.
thôi cát bụi mệt ngoài tiếng đồng nào có nhịp không vui. Khi bước chân ta về đêm kiên tìm được phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh, đôi khi ta lắm nghe ta. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng nhiều đôi, lá úa trên cao tùng đầy, cho trăm năm bao chết một ngày. Cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sóng nhỏ. Ôi những dòng sóng nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghe ta. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm bao chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay vòn thành đá cuội. Ấp mặt mùi từng ngày qua mọi ngóng trên vui. Từng đường nào lá đã sắc cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi cát bụi quần này vết đường nào xóa bỏ ngay. Ôi cát bụi quần hết lần trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt ngoài, tiếng đồng nào có nhịp không vui. Khi bước chân ta về đêm kia được phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình.
làm sao em biết đời sống buồn tanh. Đôi khi ta lắng nghe ta, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm bao chiếc một ngày. Cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tanh, đôi khi ta lắng nghe ta. Làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm bao chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay vòn thành đá cuội, tin ấp mặt mùi. Từng ngày qua mọi ngóng trên vui, cùng từng nào lá đã sắc cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi cát bụi phần này, vết thương nào xóa bỏ ngay. Ôi cát bụi phần này, vết thương nào. Oh,